Đây, một cái bát 6 tấc ha. Có công suất 400W đến 800W trở kháng bao gồm chiên cho lô kéo ha. Khủng hoảng luôn ha. Đây, màng xịn nè, màng vải nè. Găng vải nè ha. Cái phễu của nó là 22 cm. Khủng không? Chụp cái bàn tay mình luôn. Đó, âm thanh cực kỳ đánh cao luôn ha. Đó. Khung sườn ha, nhìn kinh không? Kinh không? Khủng khiếp luôn ha. Chỗ lắp dây này ha. Đế bật. Củ từ của nó là 22 cm. Khủng hoảng luôn ha. Thấy không? Nhìn lo, đáng đồng tiền bát gạo. Đây phần con của nó ha, con của nó là 120 ha. Lớn khủng khiếp luôn ha. Âm thanh cực kỳ hay, đỉnh cao, âm thanh vang xa ha. Lo bát chuyên nghiệp cho lo kéo ha.